ông ơi ông nhìn con kia kìa, nhìn nó có béo không, trông nó, trông chân nó có to không kìa. À, lúc đấy là mình thật sự ra bức xúc và mình đã quay lại nói những cái lời ra, nếu mà nói thì có thể nói là hơi vô lễ một chút, nhưng thật sự lúc đấy là mình không thể kiềm chế nổi, bởi vì cái việc như thế nó xảy ra rất là nhiều lần rồi, và từ mọi lứa tuổi luôn, bất kể già trẻ gì họ đều sẵn sàng buông những cái lời như thế với mình. Nói chung là bạn bè cũng có để ý, bởi vì ở trong lớp của mình thì chỉ có một mình là béo nhất, không có ai béo hơn mình cả. Thế nên là mọi người cũng, thật ra mọi người có thể là đùa vô tâm mà mọi người không chú ý thôi, nhưng mà mình rất là để ý cái việc đấy. Có thể là mình sẽ tỏ ra là mình không quan tâm, nhưng mà trong bên trong thâm tâm mình thì mình vẫn để ý cái việc là người ta cứ dè bỉu hình dáng của mình, là mình rất là buồn. Ngày xưa mình đã không thể xin việc bởi vì là mình quá béo. Nên là nói chung là có những lúc mà cảm thấy thật sự rất là tuyệt vọng với cuộc sống, bởi vì là không biết làm thế nào để có thể thay đổi bản thân mình trở nên đẹp hơn, hoặc là để mọi người đừng kỳ thị vì ngoại hình của mình nữa. Điều mình muốn làm nhất sau khi mình giảm cân thành công có lẽ là mình sẽ quay một cái clip và nói cho tất cả những người phụ nữ hay những người đàn ông quá khổ ở trên thế giới rằng các bạn phải thật sự yêu thương bản thân mình nhiều hơn, để chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, hãy đi khám định kỳ để biết là mình có đang khỏe hay không, hay là mình có một bệnh nào đó mà đấy mới là lý do chính để khiến mình béo phì. Và các bạn ấy, nên mình muốn trở thành một động lực, một cảm hứng để các bạn nhìn vào và thấy là nếu mà mình thật sự có thể làm được thì bất kỳ ai ở trên thế giới này cũng đều có thể làm được, chỉ cần là các bạn muốn có một quyết tâm để thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn thôi.